Xin chào bạn, mình là Dương Dê, chào trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên có bạn comment đấy là: mấy bố cứ kêu điện thoại tàu không bảo mật bằng iPhone nhưng không hiểu cái bảo mật nó như thế nào. Rồi, một cái comment rất là thú vị. Thế thì cá nhân mình thấy này, cái việc điện thoại nó có bảo mật hay không ấy, nó là do chúng ta hết. Và quan trọng là cái ứng dụng ở trên cái điện thoại đấy, chứ không hẳn là nằm ở cái điện thoại đấy. Đấy, ngày xưa thì chúng ta hay có một số những thông tin là điện thoại Trung Quốc lấy dữ liệu xong rồi gửi về máy chủ. Đấy, thế thì gửi về máy chủ nó sẽ có hai cái mục đích sử dụng. Cái mục đích thứ nhất là để phân tích dữ liệu để mà sau này hoàn thiện cái máy nó tốt hơn. Và mục đích thứ hai là rất nhiều người lo sợ đấy là gửi về máy chủ xong rồi là lấy cái dữ liệu đó để mà gửi cho chính phủ Trung Quốc. Đấy, thế thì trong các cái hãng điện thoại của Trung Quốc ấy, thì các bạn sẽ thấy là Huawei là bị Mỹ cấm vận rồi. Đấy, bởi vì là Huawei nói rằng, bởi vì là Mỹ nói rằng là Huawei là thân với cả chính phủ của Trung Quốc. Đấy, còn lại thì những cái hãng điện thoại khác là không bị cấm vận. Đấy là Oppo này, Xiaomi rồi Realme rồi OnePlus rồi các kiểu, đấy, Vivo cái thứ nữa là không bị cấm vận. Thế thì không phải ngẫu nhiên mà Mỹ là chỉ cấm vận mỗi Huawei, còn những cái hãng điện thoại khác thì là không cấm vận. Đấy, thì về cơ bản là điện thoại Huawei bây giờ ở Việt Nam là không có nữa rồi. Đấy, còn Honor bây giờ thì cũng không phải là thương hiệu con của Huawei nữa, họ tách ra hoàn toàn rồi, không có bất kỳ một liên quan gì nữa rồi. Còn mấy ông như kiểu là bán ra ở Việt Nam kiểu là Xiaomi, Realme, Vivo các thứ thì họ vẫn bán ra trên toàn cầu bình thường cơ mà. Thế thì theo các bạn, rất nhiều người ở trên thế giới đang dùng điện thoại Trung Quốc, phải đến hàng tỷ người nhá, thế thì người ta bị ăn cắp dữ liệu hết à? Đúng không? Là gì có chuyện đấy. Và kể cả ở Việt Nam đi chăng nữa, mình nói luôn nhá, không cần phải đến nghìn người đâu, chỉ cần khoảng 10 người thôi mà xảy ra phốt về vấn đề bị ăn cắp dữ liệu nhé, chỉ còn khoảng 10 người thôi nhé, thì đảm bảo luôn là báo chí rồi tất cả mọi thứ là rầm rộ lên rồi. Đấy, trong khi đó thì bao nhiêu máy đã bán ra Việt Nam. Còn cái chuyện mà các bạn bị hack nick, bị hack tài khoản, đấy là do bản thân chúng ta thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi chúng ta gặp một cái đường link lạ nó gửi đến, chúng ta nhìn cái website của nó rất là giống với cái website của ngân hàng ạ. Chúng ta vào, chúng ta nhập ID, chúng ta nhập mật khẩu, xong rồi chúng ta nhập cả mã OTP vào đấy. Ơ thế thôi thì ôi rồi. Thế thì nó là ăn cắp là đúng rồi. Hay như là nhiều khi chúng ta bảo là ô không hiểu sao em đang nói chuyện với bạn bè của em nói về vấn đề về răng miệng đi, em tự nhiên vào Facebook thấy quảng cáo về nha khoa rồi, em không biết là có ma hay không. Thế không phải đâu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã cung cấp cái quyền được truy cập vào micro của Facebook. Còn các bạn thấy ở trên mạng là thấy bọn Apple với cả Facebook bọn nó bảo là không cung cấp cái gì cho chính phủ Mỹ đúng không? Xong chúng ta tin rằng là cái việc đấy là nó rất là công bằng, rất là dân chủ đúng không? Nhưng bản thân là tất cả thông tin của chúng ta là bọn nó biết hết. Đấy. Còn không cung cấp cho chính phủ Mỹ nhưng mà vấn đề là bọn nó biết. Đấy, còn nếu mà chúng ta ấy mà muốn bảo mật thông tin mà không cho bọn nó biết ấy, thì đừng dùng Facebook, đừng dùng những cái nền tảng khác nữa. Đấy, kiểu thế. Các ứng dụng mà bây giờ nó hỏi các bạn truy cập vào ứng dụng đi. Nó hỏi là ngày sinh của bạn là như thế nào? Các bạn cung cấp không? Có, đúng không nào? Các bạn hỏi, nó hỏi là micro các bạn có cho truy cập không? Các bạn nói, cứ có, tôi cho truy cập luôn. Nó hỏi các bạn là các bạn có cho nó truy cập vào ảnh hay không? Có chứ, tôi cũng cho các ông truy cập vào luôn. Thế thì nó biết hết là gì nữa, đâu phải là do cái điện thoại, do cái ứng dụng đấy, đúng không ạ? Rồi còn gì nữa nào? Chúng ta cho nó hết cơ mà. Đấy, cho nó truy cập hết, các ông cứ truy cập thoải mái đi. Tôi thì làm gì có cái dữ liệu gì. Đấy, nhưng mà chỉ cần nhá, mà các ông mà là của Trung Quốc thôi nhá, là y như rằng là mày ăn cắp dữ liệu của tao rồi. Đấy. Các đấy rồi, nên là mình thì mình nghĩ là mình luôn luôn giữ quan điểm là đã sợ là không mua, còn đã mua là không có sợ. Còn tất cả các ứng dụng hay các thứ thôi là bản thân nó hỏi chúng ta có đồng ý hay không. Đấy, thì chúng ta mới cung cấp. Hay thậm chí nhá, mình nói luôn này. Những lần mà các bạn xác thực tài khoản Facebook chẳng hạn, nó có bắt các bạn phải chụp ảnh cả chứng minh thư rồi là chụp ảnh cả căn cước công dân của các bạn để nó xác minh tài khoản của bạn có đúng hay không không? Thế thì theo các bạn, bây giờ bọn nó nắm được bao nhiêu dữ liệu công dân của Việt Nam rồi? Và nếu mà có bất kỳ vấn đề gì xảy ra thì có dám chắc được là nó không sử dụng những dữ liệu đấy vào mục đích xấu hay không? Ô, đừng có nghĩ là không nhá. Đừng có nghĩ là bọn Mỹ là nó không dám làm gì nhá. Đừng có nghĩ là chỉ có Trung Quốc mới thâm độc mà Mỹ thì không nhá. Đấy. Nên là không biết được đâu. Đại loại là chốt lại là như này này. Đấy là nếu mà thay vì việc là cãi nhau giữa điện thoại tàu với cả iPhone, đấy, thì có thể nghĩ sang Samsung. Đấy, được chưa? Các bạn có thể tham khảo qua một cái điện thoại phải nói thẳng ra luôn là đắt tiền, là của Samsung mới ra mắt gần đây. Đấy là Samsung Galaxy S24 FE đang được niêm yết với mức giá là 16.990.000 đồng tại 7S. Nói thẳng ra luôn là kể cả 7S có bán cái dòng này đi chăng nữa thì với mức giá này mình nói luôn là mức giá đắt. Nhưng nó sẽ dành những ai mà thích cái sản phẩm S24 Plus,
nhưng mà bị cắt giảm một chút về phần cấu hình. Và đặc biệt nữa là đây chỉ là giá niêm yết thôi, chứ còn giá sau khi đã trừ đi hết quà của sản này thì có thể là nó sẽ tốt hơn. Đấy thì đại loại là tốt hơn như nào, anh em liên hệ trực tiếp đến Xiaomi để có được mức giá tốt nhất nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn là hỏi là có bạn comment đấy là: anh em cứ mua Xiaomi mà dùng, cấu hình nó không ảo như các dòng Android khác đâu. Tôi dùng con Mi 9T hay còn gọi là K20 từ năm 2019 cho đến bây giờ vẫn mượt mà, pin sạc vẫn nhanh mà lại dùng lâu hết, vẫn chiến được PUBG. Thế thì có bạn thì bảo là Xiaomi năm nay phế rồi, bị IQ gạt giò cái một. Thế thì có bạn thì bảo là mình dùng Redmi Note 12 Pro 5G cũng được 1.5 năm mà mọi thứ vẫn mượt, sạc nhanh mà vẫn chưa chai pin. Rồi, thế thì cá nhân mình thấy như này này, đấy là cái cấu hình của điện thoại thì những cái gì chúng ta có thể tin tưởng được và những cái gì mà có thể là chúng ta sẽ chưa tin tưởng được. Ví dụ nhá, hộp phụ kiện chúng ta có thể nhìn được thấy luôn là có ốp lưng hay không, có sạc hay không, cái thứ là nhìn được thấy được luôn. Đấy là cái thấy bằng mắt thường nhá. Tiếp tục nữa nào, sạc là tốc độ sạc nó có thể cảm nhận được thấy luôn, test luôn, có các bài test luôn. Và sạc 120W của Xiaomi là rất nhanh, cái này là không phải là thông số đâu mà nó nhanh thật, nhanh hơn rất nhiều so với cả iPhone hay là Samsung. Tiếp tục nữa nào, màn hình 2K là phân biệt được luôn đấy, độ sắc nét so với Full HD là cảm nhận là thấy luôn, và đấy không phải là thông số vớ vẩn đâu. Màn hình 120Hz và 60Hz là có phân biệt được luôn chứ không phải vớ vẩn đâu. Đấy, chụp ảnh màn hình phát là biết được ngay độ phân giải mà. Tiếp tục nữa nào, về phần hiệu năng, bộ nhớ trong cảm nhận là thấy luôn, nhưng RAM với cả chip nhá thì sẽ phải tùy từng hãng tối ưu đấy nhá. Xiaomi thì về cơ bản là tối ưu không nội đến nỗi tệ ở mức độ bình thường, nhưng mà tối ưu thường là kém thì sẽ là Samsung, không Samsung là tối ưu chip hơi kém. Đấy, còn ông Realme với ông Oppo thì lại tối ưu RAM kém, ông Xiaomi thì ông ấy nằm ở mức độ trung tính. Đấy, ông ấy tối ưu bình thường, không đến mức độ kém đâu. Đấy, còn về pin thì Xiaomi nó chắc chắn là không thể tối ưu pin tốt bằng iPhone được đâu. Nếu mà với cùng một dung lượng pin thì iPhone sẽ có pin trâu hơn rất nhiều so với Xiaomi. Đấy, thế là những cái thông số mà mình sẽ không tin, còn những cái thông số mà mình tin thì mình cũng đã nói ra rồi đấy. Đó, được chưa? Rồi, còn năm nay thì Vivo IQ nó nổi lên bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất, đấy là ông Realme là ông bị lắc SIM. Và lý do thứ hai là ông Xiaomi thì ông lại chạy HyperOS, ông lại không ăn lắp bootloader cái thứ được. Đấy, và ông không có sẵn tiếng Việt, nên thành ra là ông Vivo IQ là ông nổi lên hẳn luôn. Đấy, và mình cũng đã giới thiệu rất nhiều những sản phẩm Vivo IQ ở trên kênh YouTube của mình rồi. Và những sản phẩm đó thì về cơ bản là thường là cháy hàng trong thời điểm này. Đấy, rất ngon luôn đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn hỏi là mua điện thoại cho ba mẹ thì nên mua Redmi Note 14 Pro hay là phiên bản Pro Plus? Chúc anh nhiều sức khỏe. Thế thì mình cũng đã có một cái video phân tích rất là kỹ về bộ đôi sở này rồi. Thế thì cũng chia sẻ luôn nhé. Đấy là đầu tiên ý, nếu mà bạn muốn tiết kiệm thì nếu mà nghĩ đến Redmi Note 14 Pro ý, thì thà mua Redmi Note 13 Pro còn hơn. Đấy là mình đã có một cái video mình so sánh giữa Redmi Note 13 Pro và Redmi Note 14 Pro rồi. Còn đã lên cái phiên bản Pro Plus ý, thì mình thấy là cái phiên bản Pro Plus nó xứng đáng với từng xu mà chúng ta bỏ ra. Đấy, nếu mà mua cho ba mẹ, thực ra là với nhu cầu ba mẹ thì mình nghĩ là Redmi Note 14 Pro cũng đã là đủ dùng rồi. Đấy, nhưng mà một là tiết kiệm hẳn cho ba mẹ để mua Redmi Note 13 Pro. Còn nếu mà đã cố lên được và chúng ta có điều kiện để mua cho ba mẹ một cái điện thoại tốt hơn thì nên mua Redmi Note 14 Pro Plus. Thì đây là cái quan điểm của mình, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: anh Dương ơi, tầm 10 củ thì dùng máy nào pin cao, bộ nhớ 512GB? Em chúc anh gia đình khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì hiện tại mình có tham khảo tại một số cửa hàng ấy, thì cái chiếc K70 Pro, nếu như các bạn mua cái phiên bản 256GB đi thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng dưới 10 triệu, đại loại là cỡ tầm khoảng 9 triệu 8 gì đấy. Còn nếu mà các bạn mua cái phiên bản 512GB thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10 triệu 3, đắt hơn cỡ tầm khoảng 500.000, mình thấy là nó là hợp lý. K70 Pro mình vẫn đánh giá là một trong những chiếc điện thoại đáng mua ở trong cái tầm giá khoảng trên dưới 10 triệu. Tại vì sao? Tại vì nó đáp ứng được các cái nhu cầu của các bạn nhé. Đấy là pin thì sẽ là 5.000, không phải đến mức độ gọi là quá trâu, nhưng bù lại chúng ta sẽ có một cái sạc siêu siêu nhanh, đấy là sạc 120W. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ có cái gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái con chip mạnh nhất thế giới Android bây giờ, đấy là chip 8 Gen 3. Tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong cũng cao nhất bây giờ luôn, đấy là UFS 4.0. Bộ nhớ trong 512GB là quá ok rồi. Đấy, camera thì có cả camera tele các thứ đầy đủ luôn. Đấy, rồi là khẩu độ mở camera chính rất lớn, F trên 1.6 cơ. Có loa ngoài là loa kép, và màn hình thậm chí là màn hình 2K, tần số quét 120Hz, tấm nền lại còn là OLED, có vân tay bên trong màn hình luôn. Đại loại là đây là chiếc điện thoại mà mình đánh giá là toàn diện nhất ở trong cái tầm giá khoảng trên dưới 10 triệu các bạn nhé. Và bạn yêu cầu bộ nhớ trong rất lớn, lên tới là 512GB. Còn tất nhiên, nếu như bạn thích điện thoại hàng chính hãng đi thì cái số tiền chúng ta bỏ ra nó sẽ phải nhiều hơn đấy. Ít nhất là cũng phải là cái con Xiaomi 14T
mà vừa rồi mình làm cái con này rất ngon luôn đấy nhá, nhưng mà giá sau khi đã trừ quà nó cũng phải cỡ tầm khoảng 11 12 triệu rồi, cỡ tầm 12 triệu rồi chứ không phải 10 triệu, không không có được. Đấy. Thì đấy cũng là một cái sự lựa chọn anh em có thể tham khảo. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn hỏi là: "Em chào anh Dương, cho em hỏi đấy, em đang phân vân giữa iPhone 15 Pro cũ và hàng demo từ store. Vì giá demo chỉ gần 20 triệu, em đang phân vân, nhờ anh tư vấn hộ ạ." À. Rồi, thế thì cá nhân mình thấy như này. Đầu tiên ý, là mình cũng là người đã mua hàng trưng bày rồi, là hàng demo đấy. Hàng trưng bày các cửa hàng là ngày xưa là mình mua cái con iPad E2, cái thời điểm đấy là cái hàng mới tinh nó đắt lắm, nó tầm khoảng 10 đến 11 triệu cơ. Nhưng mình mua hàng trưng bày thì giá nó rẻ hơn, nó có 7 triệu thôi. Rẻ hơn được khá nhiều mình mua hàng trưng bày. Thì đối với 15 Pro thì mình nghĩ là mua hàng trưng bày cũng không vấn đề gì cả. Nếu chúng ta kiểm tra cái phần chai pin ấy, thì chắc là nó không chai pin quá nhiều đâu. Nhưng cái vấn đề mà mình lo lắng ở đây là gì? Đấy là thường là hàng trưng bày sẽ là cái hàng mà bật màn hình lên suốt luôn. Bật màn hình lên cỡ tầm ví dụ như là cũng 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 lâu đấy nhá, một ngày phải mười mấy tiếng đồng hồ đấy. Thì mình nghĩ là cái tuổi thọ về màn hình nó sẽ cần phải cân nhắc đấy. Đấy. Các bạn cũng sẽ cần phải để ý cái điều đấy. Có thể là nó cắm sạc pin liên tục và nó bật cái màn hình demo lên, thì về cơ bản là nó không tiêu tốn cái lượng điện nhiều đâu. Chúng ta có thể kiểm tra cái phần chai pin, nó sẽ chai pin đến mức độ không quá nhiều đâu. Nhưng mà đừng có dựa vào mỗi cái chuyện chai pin mà nghĩ rằng là cái phiên bản demo đấy là ít sử dụng. Có thể là ít người người ta đến, người ta trải nghiệm, người ta sử dụng, nhưng cái màn hình vẫn là cái màn hình mà luôn bật lên, thì mình nghĩ là cũng cần phải cân nhắc cái điều đấy. Với những cái vật mà giá trị nó thấp, ví dụ như là ngày trước mình mua cái iPad E2 có 7 triệu thì giá trị nó thấp thì không nói làm gì. Nhưng với một cái mức giá cỡ tầm khoảng vài chục triệu như thế này thì theo cá nhân mình là nên hạn chế thôi nhé. Đấy, chứ mình không nói là nó không đáng mua. Nếu mà giá phải nó phải rất hời cơ thì mình nghĩ là hợp lý. Còn với giá này thì mình nghĩ là nên hạn chế, có thể là ưu tiên mua 15 Pro cũ hơn là những cái hàng trưng bày. Thì đấy là quan điểm của mình. Không biết các bạn khác thấy như nào, có thể lại comment nhé. Vì mình luôn luôn nghĩ là cái màn hình là cái rất là giá trị ở trên điện thoại, nó có một cái tuổi thọ nhất định chứ không phải là màn hình tồn tại vĩnh viễn được. Nên thành ra là nếu mà nó bị hỏng màn hình là cũng căng đấy. Rồi. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.